cảnh báo tháng 7 âm lịch vận xui đeo bám ba con giáp đại nạn vỡ nợ trắng tay bán nhà trả nợ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông quý vị thân mến từ xa xưa trong dân gian đã quan niệm rằng cái tháng 7 âm lịch là một cái tháng xấu là tháng mang lại nhiều cái điểm gở vận xui và những cái tai ương cho mọi người chính vì thế mà tháng 7 âm lịch còn gọi với một cái tên khác là tháng cô hồn theo lưu truyền của dân gian thì tháng 7 âm lịch đặc biệt là ngày rằm tháng 7 trùng với ngày sinh nhật của địa quan đại đế nên cửa địa ngục sẽ khai mở. Điều này đồng nghĩa với cái việc ma quỷ vong hồn sẽ quay lại dân gian mang đến những cái tai ương, đến những điểm xui rủi cho mọi người. Cũng vì thế mà mọi người trên dương thế thường mở rộng cái lòng từ bi yêu thương bằng cách là cúng cháo cúng gạo để bố thí cho các vong hồn vong linh, à, cho các quỷ đói đồng thời cũng mong muốn vong linh đừng quấy phá đời sống của người trần gian. Đó. À, bên cạnh đó, trong tháng 7 âm lịch cũng có những con giáp cực kỳ xui xẻo sẽ bị vận xui đeo bám. Nếu như mà các bạn thuộc những con giáp này, khi bước chân ra đường trong tháng 7 âm lịch, quý vị cũng cần phải hết sức cẩn thận. Bởi đây là những con giáp dễ gặp vận xui trong cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn này. À, các bạn phải hết sức cẩn thận để tránh cái chuyện là vướng phải cái họa trong chuyện lời ăn tiếng nói. À trong các mối quan hệ xung quanh cũng vì thế mà dễ bị tiểu nhân đặt điều nói xấu, phá bĩnh công việc và sự nghiệp, khiến cho các bạn dễ gặp những cái vận xui, làm ăn thì thất bát, các mối quan hệ cũng trở nên lục đục, à, sức khỏe thì cũng bị suy giảm, quý nhân thì cũng không thấy đâu cả. Làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau và không đạt được cái mục tiêu của cuộc đời. Là trong thời gian này quý vị cũng phải tuyệt đối chú ý đến cái sự an toàn về các vấn đề đi lại xe cộ à, kiểu dễ va quyệt và gây ra những cái thương tích Vậy thì những con giáp xui xẻo trong cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn Đó là những con giáp nào? À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây à, Thưa quý vị, con giáp xui xẻo đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn Đó chính là những người tuổi mão Được. Thì chúng ta biết ý, mão thì nó tuyệt ở thân đó vậy nên là cái tháng 7 âm lịch là một cái tháng mà cũng khá là khó khăn chật vật đối với những người tuổi với những người tuổi mão à, con giáp này được dự báo là phải tiếp tục bị những cái rắc rối thị phi nó bủa vây chủ yếu phát sinh ở cái nơi làm việc nhất là những ai mà làm trong cơ quan nhà nước hoặc là những người làm chủ doanh nghiệp ấy thì cạnh tranh càng mạnh đó. và càng ngày càng phức tạp các mối quan hệ thì trở nên là gì xung khắc khó có thể là giải quyết được bên cạnh đó trong cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn này thì những người tuổi mão càng cố gắng tìm kiếm cái sự công nhận thì lại càng nhận về những cái sự thất vọng tràn trề vì toàn nhận về những cái phản hồi tiêu cực cho dù mình đã cố gắng rất nhiều đi chăng nữa. À, lúc này thay vì than trách bản thân thì những người tuổi mão nên dành thời gian đánh giá lại bản thân nhớ rằng không ai là hoàn hảo cả, đừng nên tự cho mình là tốt, là giỏi và quý vị không cần phải học thêm nữa thì ngoài ra những người tuổi mão cũng nên học hỏi thêm những cái vấn đề mà quý vị cảm thấy là khó khăn trong cái thời gian gần đây vì có thể đó sẽ là cái lỗ hỏng kiến thức quan trọng của quý vị à, quan trọng là quý vị cần phải nhớ là học hỏi mọi thứ một cách cẩn trọng đó và để nâng cao cái kiến thức khi đó quý vị xử lý mọi việc cũng sẽ được dễ dàng hơn bên cạnh đó trong thời gian này thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi mão thì cũng khá là ảm đạm À, những người tuổi mão nên thận trọng hơn về cái khía cạnh tài chính của mình trong cái tháng cô hồn này vì luôn có những cái rủi ro nhất định mà quý vị không thể nào lường trước được ngay cả ai đó hứa hẹn rằng cái số tiền quý vị đạt được cũng như là đảm bảo hoàn thành 100% trăm thì cũng không nên tin đó có thể là những cái lời nói dối để sử dụng tiền bạc của quý vị một cách bất chính à, với đồ đạc của mình ấy, thì nhất là những món đồ có giá trị thì quý vị cũng gì nên để ở những nơi an toàn tránh trường hợp bị thất lạc hoặc là bị mất bên cạnh đó ảnh hưởng của một vài cái hung tinh nó xuất hiện trong cái thời gian này nó cũng khiến cho những người tuổi mão có xu hướng là uh, chi tiêu và hoang phí hơn à, tuy nhiên quý vị nên tiết kiệm trước khi mua sắm và cũng phải lên một cái kế hoạch chi tiết cụ thể để tránh thất thoát tiền bạc quý vị nhé bên cạnh đó cái việc chi tiêu nó luôn có thể gây ra những cái vấn đề ngoài kế hoạch do đó uh, quý vị nên chuẩn bị sẵn một khoản dự phòng để đề phòng khi mà rơi vào cái tình huống bất chắc thì vẫn còn tiền bạc để mà xử lý và trong thời gian này để được quý nhân vận, nó vượng, được quý nhân tương trợ giúp đỡ và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão. À, thưa quý vị à, công việc thì nó gặp nhiều cái bế tắc tiểu nhân hãm hại sự nghiệp thì cũng gì không thuận lợi à, tiền bạc tài lộc thì cũng dễ dàng mất đi bên cạnh đó trong thời gian này lại gặp cục diện ngũ hành xung khắc mão mộc bị gì thân kim nó khắc vậy nên trong thời gian này à, những người tuổi mão thì nói chung ấy, có phần lục đục trong cái chuyện tình cảm căng thẳng thì liên tục xảy ra khiến cho các bạn tự đặt câu hỏi rất nhiều về cái mối quan hệ hiện tại không hiểu rằng mình có đi đúng đường đúng hướng hay là đã bị mắc phải những cái sai lầm ngay từ đầu. À bên cạnh đó, những người độc thân thì cũng không hào hứng với những cái cuộc hẹn hò diễn ra trong cái tháng 7 cô hồn này. À nhất là nếu mà các bạn đã từng có ấn tượng không tốt với mọi người sau vài lần gặp gỡ. À nói chung ý, những cái mối quan hệ trong thời gian này cũng diễn ra không được như ý muốn với những người tuổi tuổi Mão. À các bạn cũng có thể xích mích với những người lớn tuổi hơn chỉ vì một vài cái hiểu lầm đó hoặc là ai cũng đang cố gắng bảo vệ cái quan điểm của mình à, quý vị hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình cho bản thân à, đừng đi quá sâu vào những cái hiểu lầm những cái khúc mắc trong các mối quan hệ xã hội với mọi người quan tâm vừa phải học cách lắng nghe nhiều hơn thay vì đánh giá mọi người bằng cái góc nhìn của mình à, bên cạnh đó cái tình hình sức khỏe của những người tuổi mão trong thời gian này đã bị gặp nhiều khó khăn do cái tháng 7 âm lịch là cái tháng cô hồn âm khí nó nhiều Bản mệnh cũng không nên thức khuya khiến cho quý vị gì bị ốm nặng hoặc là gì, quý vị cũng nên cách sắp xếp công việc một cách ổn thỏa để để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tránh để gì mình làm việc lao lực quá sức. Một số người có bệnh kéo dài thì cũng không nên chủ quan, nên tìm ra cái phương pháp chữa trị kịp thời phù hợp để chấm dứt cái tình trạng hiện tại thì ngoài ra những người tuổi mão cũng nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, à, làm việc chăm chỉ có thể mang đến tiền bạc nhưng lại khiến quý vị bị lao lực về sức khỏe. À, bên cạnh đó, à, những người tuổi mão trong thời gian này cũng không nên tạo thêm cái áp lực cho bản thân khi mà suy nghĩ quá nhiều về những gì mà mình chưa đạt được. Giải tỏa căng thẳng cũng là một bước quan trọng để quý vị có thể bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình trong thời gian này. đó đó là con giáp xui xẻo đầu tiên mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó là những người tuổi mão đúng không ạ à, tiếp theo con giáp xui xẻo thứ hai đó đó chính là những người tuổi dần những người tuổi dần còn xui xẻo hơn những người tuổi mão do các cục diện là dần thân là tương xung đó trong thời gian này thì những người tuổi dần chỉ muốn làm việc độc lập không thích lắng nghe cái đóng góp ý kiến của những người xung quanh vì cái điều đó mà khiến cho những người tuổi dần sẽ cảm thấy là à, tiến độ công việc nó đang bị chững lại bị chậm lại thêm nữa cái nguyệt lệnh nó không ủng hộ nên trong thời gian này thì cũng thiếu cái sự chủ động trong công việc à, khi mà không có nhiều động lực để mà quý vị cố gắng mỗi ngày à cái lý do có thể vì những người tuổi, tuổi dần trong thời gian này thường xuyên tìm động lực từ bên ngoài nên là mới xảy ra cái vấn đề như thế ngay từ bây giờ những người tuổi dần cần phải học cách để tự tìm ra cái đam mê cái mục đích khi đó thì quý vị gì à, sẽ áp tuân thủ cái sự kỷ luật hơn là cái cảm hứng cảm xúc bất thời của mình à, lúc này những người tuổi dần cũng nên dành thời gian phân tích để có được cái sự rõ ràng trong công việc và giải quyết những cái sai lầm đang xảy ra à, nếu không thì việc lặp đi lặp lại những cái sai lầm cũ khiến cho những người tuổi dần cũng gì À, sẽ khiến cho những người xung quanh phải khó chịu à bên cạnh đó quý vị cũng đừng đừng tin tưởng đồng nghiệp hay là cộng sự dù là những người thân tín đến mức là kể hết mọi dự định mọi kế hoạch của mình cái sự sáng tạo sẽ giúp cho quý vị bước vào cái cuồng quay sôi động và cũng sẽ gì có một cái công việc tốt hơn à, tuy nhiên ấy, nếu mà quý vị cứ kể lể về những cái mục tiêu những dự định của mình biết đâu những kẻ xấu lại lấy đó làm cái trò cười và đi rêu rao bêu xấu cái tinh thần của những người tuổi dần à, thưa quý vị trong thời gian này thì công việc nó gặp bất lợi dẫn đến là gì cái tài lộc của những người tuổi dần trong thời gian này cũng gì bị gặp những cái xung đột bất ngờ và nó sẽ dẫn đến chuyện là thất thoát tiền bạc một cách là vô cớ nếu không thận trọng thì có thể phá vỡ cái kế hoạch tiết kiệm của mình trong thời gian này bên cạnh đó rất nhiều cái hung tinh nó chiếu mệnh nó khiến cho những người tuổi dần lâm vào cái khó khăn trong cái việc kiểm soát chi tiêu cái việc mua sắm quá nhiều cái món đồ giá trị cao cũng khiến cho những người tuổi dần rơi vào cái tình trạng là thiếu hụt về về tiền bạc bên cạnh đó tình hình tài chính của những người tuổi dần trong thời gian này cũng không được ổn định các bạn nên là ưu tiên những cái giải pháp an toàn nhất có thể để bảo vệ cái vận trình tài lộc của mình à, thời gian này nếu mà ai hỏi vay tiền thì quý vị cũng gì khéo léo từ chối có thể các bạn rất muốn giúp người ta nhưng lại cần phải thực tế hơn với cái tình hình tài chính của bản thân ở thời điểm hiện tại quý vị cũng đang gặp rất nhiều khó khăn vậy nên là gì cũng cần phải cất nhắc một cách kỹ lưỡng à, vậy nên là trong thời gian này để bảo vệ cái thành quả lao động của mình và bảo vệ cái tiền bạc cũng như là gì gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi dần hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần quý vị nhé. À bên cạnh đó thì công việc nó gặp khó khăn đấy tài lộc thì lại bị gì bất ổn. À, trong thời gian này thì gặp thêm cái cục diện ngũ hành xung khác nữa vậy nên là cái vận trình tình cảm của những người tuổi dần ấy cũng sẽ gì à, khó có thể là phát triển được êm đẹp à, trong thời gian này thì các cặp đôi lại hay xảy ra những mâu thuẫn căng thẳng kéo dài những người độc thân thì dù quan tâm hơn đến cái đời sống tình cảm nhưng vẫn chưa tìm được những người phù hợp đó là cái lý do mà các bạn cảm thấy là thất vọng tràn trề à, chính lúc này thì những người tuổi dần à, mới gì càng để lộ ra rằng bản thân quá phụ thuộc vào người này người kia À, quý vị thiếu đi cái bản lĩnh của bản thân nên dễ bị u mê hay là vướng mắc trong chuyện tình cảm bên cạnh đó trong cái tháng 7 âm lịch này quý vị nên học cách yêu thương bản thân à, có thể thời gian qua các bạn đang theo đuổi những cái thứ hạnh phúc ở bên ngoài tinh thần các bạn sẽ rất là tích cực nếu như mà quý vị chịu thay đổi chính mình chịu khó vui chơi với bạn bè và tham gia vào các hoạt động trong chuyến đi du ngoại hay là gì tích cực tham gia những hội thảo và tham gia những cái cuộc hội hội họp à, phát triển bản thân để gì để có được cái tinh thần tốt hơn khi đó quý vị sẽ có cái sức cống hiến cho công việc cũng như là gì giúp cho vận trình tình cảm nó được thuận lợi hanh thông bên cạnh đó trong thời gian này thì tình hình sức khỏe cũng bị vướng phải cục diện là ngũ hành Nó xung khắc vậy nên ý, thì cái tình hình sức khỏe của những người tuổi dần trong thời gian này cũng không được tốt cho lắm à, quý vị cần phải chú ý để cân bằng giữa công việc và cuộc sống cân bằng giữa uh, công việc và nghỉ ngơi à, ăn uống một cách điều độ khoa học để tránh cái tình trạng bất thường nó xảy ra bên cạnh đó trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải lưu ý đấy à, tránh nhậu nhạt rượu bia quá đà mà lại gây ra cái hại cho sức khỏe của mình quý vị nhé à, nói chung ấy cái vận trình của những người tuổi dần cũng cần phải hết sức lưu ý trong thời gian này quý vị nhé à, đó đó là con giáp suy sẻo thứ hai và tiếp theo con giáp suy sẻo thứ ba thì đó chính là những người tuổi hợi thưa quý vị nói chung ở trong cái tháng 7 âm lịch tháng tháng 7 âm lịch tháng cô hồn thì những người tuổi hợi gặp cục diện là thân và hợi là lục hại và cái tháng 7 âm lịch ý, thì trước khi đạt được kết quả như ý thì những người tuổi hợi cũng phải đối mặt với khá nhiều cái khó khăn khá nhiều cái trở ngại nhưng hoàn cảnh dù cho có thế nào được chăng nữa thì quý vị vẫn cần phải là gì bình tĩnh để đối mặt với nó À, những người làm công ăn lương trong thời gian này có thể phải đối đầu với những cái thay đổi khi mà quý vị luôn cố gắng thoát ra khỏi cái vùng an toàn hiện tại. Đó là lúc để quý vị thể hiện cái năng lực của mình với cấp trên. Một số đồng nghiệp thì có thể là không thích cái cách quý vị thể hiện. Nếu mà trong vai trò là lãnh đạo ấy, thì những người tuổi hợi nên dành thời gian để mà trò chuyện và thấu hiểu đồng nghiệp cũng như là thì cấp dưới của mình để đưa ra được cách quản lý tối ưu nhất bên cạnh đó cái cục diện thân hợi nó là lục hại nó cũng nhắc nhở những người tuổi hợi nhớ rằng cái việc gì mình làm thì mình cứ tập trung đừng quan tâm đến lời ong tiếng ve ở ngoài kia nếu mà cứ tập trung và chú ý vào cái người công việc của người khác hoặc là những cái lời xì xào bàn tán của người khác thì quý vị sẽ khó lòng có thể đạt được cái mục tiêu của mình do dễ bị phân tâm và dễ bị cái cảm xúc nó chi phối đó À, bên cạnh đó cái vận trình tài lộc của những người tuổi hợi trong thời gian này thì nói chung là cũng khá là ảm đạm đó à, nó không có những cái đột phá nào mà bên cạnh đó nó còn bị trì trệ ỷ hạch nữa à, thêm nữa à, nó cũng dự báo những người tuổi hợi cũng sẽ có một cái vài cái khoản là thu nho nhỏ nhưng à, quý vị cũng đừng quá mà vui mừng vì quý vị trong thời gian này cái khoản chi tiêu cũng khá là lớn À, vậy nên những người tuổi những người tuổi tuổi hợi trong thời gian này cần phải làm việc chăm chỉ hơn tích cực hơn và quý vị phải nỗ lực nhiều hơn nữa thì mới có thể đạt được đến cái thành công của mình vậy nên à, khi mà công việc à, kết thúc quý vị sẽ gì cảm thấy rất buồn vì chưa đạt được cái mục tiêu như mong muốn trong khi đó lại thêm những cái thông tin xỉ xào xung quanh khiến cho quý vị gì nói chung là cũng cảm thấy là không được yên tâm về cái vận hạn của mình trong thời gian này. À, nói chung ấy trong lúc này thì tiền bạc cũng gì bị nhiều kẻ xấu hãm hại đúng không ạ và gì tìm cách chiếm đoạt mất. vậy nên những người tuổi Hợi cần phải hết sức tỉnh táo và trong giai đoạn này thì quý vị cũng cần phải luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão mùi để được quý nhân tương trợ giúp đỡ à, giúp cho cái vận trình nó được thuận lợi hanh thông và may mắn. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi hợi à, thưa quý vị thì bên cạnh đó xét về cái vận trình tình duyên thì những người tuổi hợi mặc dù gặp thân hợi là lục hại nhưng mà được được có gì được thân kim sinh cho hợi thủy vậy nên trong thời gian này cái phương diện tình cảm của những người tuổi hợi cũng có những cái điều kiện thuận lợi nhất định khi mà quý vị đủ tỉnh táo đủ sáng suốt để gì đưa ra những quyết định đúng đắn hơn nữa những người tuổi hợi là những người tình cảm lại gì biết hạ cái tôi của mình để mọi thứ nó được tốt lành hơn bên cạnh đó trong thời gian này thì cũng có người xa lạ ghét và thù địch với những người tuổi hợi nhưng cái việc đó cũng không quan trọng bằng việc là những người thân cận luôn tin tưởng hết lòng với họ bên cạnh đó trong thời gian này thì nguyệt lệnh nó không ủng hộ À, vậy nên là ấy, nó khiến cho đầu óc của những người tuổi hợi cũng không được thực sự sáng suốt thế nên quý vị cũng không tỉnh táo trong các quyết định liên quan đến cái vấn đề tình cảm à, hay là gì à, quý vị trong thời gian này hay dày xảy ra tình trạng giận hờn vô cớ khi có điều gì đó không được thỏa mãn như mong muốn của mình à, thế nhưng à, quý vị không nhìn thấy được cái mặt tích cực của đối phương trong thời gian này à, quý vị hãy hạ cái tôi của mình xuống để cho mọi sự nó được thuận lợi hanh thông hơn quý vị nhé À, bên cạnh đó, về mặt sức khỏe của những người tuổi hợi thì trong tháng này lại có cái hung tinh nó chiếu mệnh nên gây ra những cái phiền muộn không đáng có trong cuộc sống của những người tuổi hợi. À, có quá nhiều cái chuyện sợ chết đau đầu sẽ gây ra bất lợi cho sức khỏe của những người tuổi hợi trong thời gian này nhất là những ai đang chữa bệnh. Do đó, quý vị nên tìm hiểu rõ cái tình hình sức khỏe của mình để tránh bỏ bớt những cái áp lực à, của cuộc sống nó xảy ra. À, những người tuổi hợi cũng cần phải nhớ rằng Uh, chỉ cần có sức khỏe thôi là quý vị có thể thực hiện được cái đam mê của mình còn ngược lại nếu mà cứ uh, để cái tình hình như hiện tại thì quý vị khó có thể là gì có được cái điều mà mình mong muốn nếu mà cần thì những người tuổi Hợi hãy cho mình một cái không gian riêng tư để mà trò chuyện và thấu hiểu chính mình nhiều hơn hãy cho chính mình cái thời gian để lắng nghe cái tiếng lòng của bản thân thời điểm này thì quý vị cũng nên là chạy bộ hay đi thể dục thể thao một cách đều đặn để tăng cường cái sức khỏe và gì giúp cho đầu óc được thư thái hơn tránh bị những cái áp lực nó đè nén cái tâm trí của mình quý vị nhé à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận hạn của những con giáp xui xẻo nhất trong cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn và trong tháng 7 âm lịch tháng cô hồn thì chúng ta có ba con giáp dễ bị vận xui đeo bám liên miên đấy làm gì cũng dễ bị thất bại ê trẻ đó là những tuổi sau một là tuổi mão, hai tuổi dần, ba tuổi hợi. Đây là ba con giáp xui xẻo nhất, đen đủi nhất trong cái tháng cô hồn năm 2024, năm giáp thìn. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.